Dạ em chào tất cả cô chú anh chị. Thì hôm nay thì em chỉ thấy súng đang bán cà đây mấy chị, và đây là chị bán nước nè. Chị đang ngồi nướng cà với một cái tư thế rất là kiểu mà miền Tây nước lục của anh chị nữa. Thì giờ em sẽ hỏi súng tí. Hỏi súng ơi, hôm nay Duyên Duyên đâu mà Duyên không ra súng? Về quê ha. Về quê chừng nào Duyên Duyên lên em? Mai hả? Mới về nãy luôn hả? Về về mà với ai? Với Nga với Phúc hay sao? Về với chồng nó. Vậy hả? Hôm nay là em bán mình. Hôm nay em bán mới mua đó. Vậy hả? Hôm nay mình bán bao nhiêu ký cà em? 50. Vậy hả? Mấy nay em vắng mặt cả nhà nhớ em quá trời đất kìa. Ủa rồi mấy nay buôn bán sao rồi? Bán em có thể cho cả nhà biết chỗ bán không? Bán ngay Tân Lập 21 đường chợ Tân Lập á. Em bán từ lúc nào tới lúc nào? 5 giờ 30 em đi tới 6 giờ có cà. Vậy hả? Ngày nay là em bán đều hết mà em đâu ngủ đâu. Em bán tới trưa là mấy khoảng mấy giờ em nghỉ? Tới lắm thì 11 12 giờ có buổi thì 1 giờ. Bình quân mỗi buổi sáng em bán bao nhiêu ký súng? Thế em bán 70. Một anh em đó hả? Wow. Hiện nay thì chỉ có súng bán thôi anh chị. Thì Duyên về quê. Ủa mà em biết Duyên về quê làm gì không? Chị. Có một chị khách. Chị ăn 20 rồi chị. Ủa súng Duyên về quê có việc gì súng? Lấy giấy tờ anh. Lấy tờ hả? Ủa vậy ngày mai mình mà có bán không? Sáng á? Em á? Ngày nào cũng bán mà. Ngày nào cũng bán á. Chủ nhật bán luôn hả? Ngày mua cũng đi luôn. Chủ nhật bán luôn. Hello, em chào chị chủ quán nước. Thì bây giờ em cho mấy chị xem súng gọt cà mấy chị. Thì mấy nay thì súng bán riêng mình á. Thì hôm nay thì do là Duyên về quê nên súng ra bán. Dạ, hơi chục rồi chị. Đây tiếp tục một vị khách đến mua ủng hộ trong mưa. Chị. Ủa chị ơi, vậy là mình nướng hai ngày hả chị? Wow. Hôm qua con cái hùng nó khóc quá rồi nó trở về chị nướng ở nhà bán. Con nó khóc. Hùng nó trở về chị nướng cho đó. Dạ. Vậy bữa nay mình nướng ngày thứ hai là mình có kinh nghiệm nướng chứ chị? Em bán rồi. Buôn bán mà không có kinh nghiệm. Kì, buôn bán mà có kinh nghiệm nướng. Tóc thật bữa nay tại vì hôm qua mới mua. À. Con nướng lẻ mà. Dạ. Đến vậy à. Còn người tham gia mình đúng không? Đây chị, người chúng ta đang lọc cà đấy mà. Mới hỏi anh bán cái cây bên cạnh thì anh bảo mưa gió dịch bệnh thì cũng không bán được nhiều. Hỏi là không biết bây giờ tình hình buôn bán của gia đình mình hôm nay là có tốt không chị hay là cũng vậy? Tốt lắm mình ạ. Tới giờ không có thì mình nướng có cà lại. Lúc trước mình nướng trăm mấy, giờ mình nướng mấy chục. Còn 50-60. Hôm nay là bao nhiêu ký gì? Hôm nay 50 rồi. Hôm qua thì Như Nga cũng bán 50 thôi. Hôm qua Như Nga từ thiện hả? Lúc dọn ra thì các em thì thấy anh cà đó là sáng nay mình bán ở đây.
sáng mà bữa chiều mấy em nướng hết trơn rồi, đâu có chỗ đâu bạn. Thì bữa sáng chị cũng bán ở đây hả? Bữa sáng bán với Tân Lập đường 21 á, và cũng sao. Hèn chi hôm nay qua không thấy gì đâu hết. Giờ đang kiếm cái điểm bán buổi chiều nào mà chưa có. Nhưng nghe cũng bảo là kiếm, nhưng nghe kiếm có nhiều nhất. Nga bán với là lâu đó anh. Ý là kiếm chỗ bán buổi sáng á. Nhưng mà nó kín chỗ, mình ngồi ngoài đường bán cũng được mà. Nó sợ không có chỗ riêng mua bán, với lại có vị trí nó không đẹp cho nên là bán là không chạy hàng thôi. May là các cửa hàng nước đứng ngoài nói chuyện chơi với lại phụ chị Nguyên không bán mình cũng buồn hả chị? Không buồn. Cũng là ra mà mấy anh là đi về luôn á. Em cũng là động lực cho chị đúng không? Và đây đó chị lâu ngày không gặp lại, bữa nay gặp lại cười vui như ngày nào ha. mấy anh chị coi cái chị mà bán nước ngồi bán nướng cà anh chị ngồi cái kiểu giống như là quê mà nước lũ đúng rồi. Ủa xuống nãy nó nghe nói là chiều em định là kiếm bán thêm hả hay sao? Em tính kiếm bán buổi chiều nữa. Vậy em bán buổi sáng rồi kiếm thêm chỗ bán buổi chiều nữa là em bán mình luôn hả? Bán mình lên em á. Mà nổi không đó, sáng bán rồi tới trưa chiều bán nổi không? Đó cũng vậy mà, đó em cũng đi nướng nguyên ngày đó. Vậy hả? Lột hành cắt hành rồi tới giờ đi tiếp. Như rồi bán thì tôi bán hết thì 7-8 giờ. Còn bán sớm thì 5 tới giờ mình về. Những cái dầu quá. Thì ngoài trời giờ mấy anh chị thì đang mưa đó chị đó. Mấy ngày nay thì mưa bão thì còn suốt à, nên bán thì cũng mưa hoài à. 50 kg rồi. Dạ. Đấy, trời đẹp quá. Trời đẹp quá. Trời không có ngoài mưa đó chị đó. Hello chị mặc áo xanh nha. Chị ơi, hello chị. Chị hello em. Chị hello em chị. Tại vì mấy anh chị thì chị bán nước này á, chị ngại lên sóng lắm nên nhiều khi hỏi chị muốn trả lời lắm mà ngại á. Đó. Thì chị đang bệnh gọt cà để mà nướng á cả nhà. Nhìn thấy cũng chuyên nghiệp quá ha. Chị đang ngồi nướng kiểu mới. Chị nướng kiểu mà miền Tây nước lũ á anh. Nước lũ dâng cao. Nghe cái bài nước lũ dâng cao chưa? Hát bài ơi. Trời mưa ơi kìa, không lo hát nha. Thấy chị đi dầu. Dạ em chúc tất cả cô chú anh chị em xem video vui vẻ à. Mấy anh chị ơi xem video có hay thì cho em xin một đăng ký kênh, một chia sẻ nha. Dạ em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất nhiều ạ. Ủa, từ lúc dọn ra giờ mình bán được mà khoảng bao nhiêu phần em? Mấy bịch hả? Mình dọn ra lúc mấy giờ? Dọn ra một mấy á. Một mấy mà tới giờ bán được mấy bịch à? Mưa. Ủa?
Mà cái chỗ em nói á, thì em mà bán sáng rồi chiều bán lại được hả? Chỗ mà em nói bán dắt sáng thì chìm lại mình mà bán lại được mà. Ai mua? Chợ vắng hả? Đó. Hồi mấy năm về trước á, em bán cái chiều cho nó thử rồi. Bán đúng có một bịch cà. Nhưng mà sáng thì bán được hả? Buổi sáng bán được, buổi chiều bán đúng một bịch cà ngồi tới 6-7 giờ luôn. Tới gương mâm này dung luôn rồi về cho ta. Là từ đó thì sao là không giờ bán buổi chiều nữa hả? Không, em không bán trên đó. Nên mà bây giờ mình định là kiếm chỗ khác bán đúng không? Chỗ nào có công nhân á. Ở khu cái gì, khu công nghiệp Linh Trung á, có thử chưa? Xa quá, đi nổi không? Đi gần mà. Cái gì khu công nghiệp? Em mà biết khu công nghiệp Linh Trung đây em chết liền. Dạ. Anh đi vòng vòng đây không mà. Trời bắt đầu mưa lớn quá anh chị. Bắt đầu mưa nặng hạt hơn rồi. Thì hôm nay thì ngày hôm qua thì Duy nghỉ thì Nga bán, mà không biết hôm nay trong Nga không bán thì xuống bán. Em cũng không biết nữa. Thì hôm nay thì xuống bán ra lúc một mấy mà tới giờ thì bán mới được có mấy bịch cà anh chị. Do là mưa lớn kéo dài quá trời luôn. Bây giờ cũng ba mấy rồi.